Chị đi ra ngoài được không? Tôi muốn dạy lại cho những người này, đối với chị tôi bất trị rồi. Là cái gióm trừ quỷ hả? Thôi, tôi không muốn chị nói đây bởi vì tôi biết như thế này. Thật sự những người mà nhóm trừ quỷ lên lui tới họ nói mấy điều thôi. Thứ nhất, chúng con đã chứng kiến. Thứ hai, ở trong nhóm người ta thay đổi nhiều lắm, đạo đức nhiều lắm. Thứ ba, những phép lạ nhãn tiền tôi nghe quen rồi. Không có gì mới. Những phép lạ rất là nhãn tiền. Họ thay đổi đời sống, họ cầu nguyện từ sáng đến tối. Nhưng mà tất cả những cái đó không làm chứng cho tôi biết họ không phải là quỷ. Bởi vì khi Đức Giê-xu làm phép lạ thì những người khác đã đến nói với Đức Giê-xu, ông dùng quyền năng của ai mà trừ? Có phải ông dùng quyền năng của quỷ Beelzebul mà trừ không? Tức là chứng tỏ trước Đức Giê-xu cũng đã có những người dùng những quyền năng họ làm y như vậy. Cái khác nhau giữa quỷ và không quỷ ở trong giáo hội Công giáo là những người lắng nghe lời của giáo hội. Và một khi không nghe lời của giáo hội thì họ không còn thuộc trong giáo hội nữa. Và đây là điều tôi muốn nhắn chị nè. Còn những cái điều chị nói tôi tin rằng sẽ không có gì mới, ngoại trừ là chúng con đã chứng kiến một phép lạ xảy ra nhãn tiền. Chúng con đã chứng kiến từ những người sống tội lỗi trở thành tốt. Chúng con đã chứng kiến, không có gì mới đối với tôi. Bởi vì đây là điều tôi muốn nhắn nhủ với chị và tất cả những người trong nhóm quỷ này. Không có gì từ từ. Vâng, bởi vì dạ không phải xét đoán, cái này là của giáo hội xét đoán, chị à tôn xét đoán. Giáo hội nói cho chị biết, giáo hội Chúa Giêsu Kitô ngài nói với Thánh Phêrô, và tôi dùng lời này để nói lại với các chị. Tôi không cho. Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô, để cho tôi nói hết. Tôi không có xúc phạm, tôi xúc phạm quỷ là bởi vì Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô. Vậy thì chị đi ra ngoài, chị đừng có nghe. Nếu chị mà cảm thấy xúc phạm thì chị đừng có vào đây. Bởi vì tôi không muốn, tôi nói cho chị nghe, chị đi ra ngoài. Tôi bảo đảm các chị không thắng tôi được đâu. Khoan, để tôi nói cho hết. Tôi nghĩ rằng đây là một lúc tốt cho tôi để tôi giáo dục anh chị em. Từ từ. Tôi nghĩ rằng đây là một giây phút tốt để tôi giáo dục anh chị em về vấn đề thần học và giáo hội học. Anh chị em biết rằng giáo hội của chúng ta qua bao nhiêu thời đại đã có bao nhiêu nhóm ma quỷ và ở trong đó có bao nhiêu nhóm lạc giáo. Vì thế giáo hội không có gì mới, tôi nói như vậy. Không có gì mới đối với những nhóm đứng lên để chống đối giáo hội. Đây là một điều hoàn toàn cũ. Một trong những lạc giáo đầu tiên của giáo hội mà chúng ta phải chịu đựng một cách đau khổ, đó là lạc giáo Arius. Từ năm 300, rồi sau lạc giáo Arius, rồi tới lạc giáo Pelagius, mà Thánh Augustino là một trong những người chống đối cực đoan. Và cuối cùng ngài là người đưa ra lý thuyết Lex Orandi, Ex Opere Operato. Có bao nhiêu cái lạc giáo ở trong giáo hội mà mấy chị này tôi bảo đảm trình độ các chị chưa học tới. Tôi không khinh các chị đâu, tôi chỉ nói các chị là những người mù quáng. Và tôi dám chắc đây là một nhóm. Từ từ, tôi không muốn làm như vậy. Tôi muốn dùng giai đoạn này và nếu được thâu lại để giáo dục cho người ta nghe. Giáo hội của chúng ta đã trải qua 2.000 năm và những cái phong trào lạc giáo, nó có hai dạng lạc giáo. Một là lạc giáo thuộc về vấn đề đức tin, tín lý. Hai là lạc giáo về vấn đề mục vụ. Lạc giáo về vấn đề mục vụ là những người không đồng quan điểm với giáo hội về vấn đề chẳng hạn Luther. Martin Luther là một người tách ra khỏi giáo hội năm 1527 chỉ bởi vì giáo hội của chúng ta có những điều mà chúng ta gọi là xấu xa. Các linh mục nào là tiền bạc rồi này kia, tất cả những cái mà người ta muốn tách ra chỉ về vấn đề phụng vụ, mục vụ, thì cái đó chấp nhận được. Và ngày nay chúng ta có anh em Tin Lành, chúng ta có anh em Công giáo. Nhưng bù lại, giáo hội đã từng lên án chứ không phải bây giờ rất nhiều những lạc thuyết mà nếu chúng ta tin vào thì chúng ta không còn là người Công giáo nữa.
Lạc thuyết Arius nói rằng Đức Giêsu không phải là Thiên Chúa hoàn toàn và con người hoàn toàn. Cho nên công đồng Nicea họp 325, họ đã quyết định, mà một quyết định kéo dài 120 năm. Tôi nói anh chị em phải đi vào học giáo lý một chút. Năm 325 là năm đầu tiên công đồng họp để quyết định về lạc giáo của Arius. Nhưng họ họp không xong bởi vì nó quá khó. Cho nên họ họp một lần nữa vào công đồng Constantinople năm 381, cũng không xong. Họ họp một lần nữa vào năm 431, cũng không xong. Đó là công đồng Epheso. Và cuối cùng năm 451, công đồng họp ở Chalcedon và giáo hội đã sáng tác ra cái kinh Tin Kính mà chúng ta đọc ngày nay, để chúng ta tuyên xưng những cái lạc giáo mà nó đi sai hoàn toàn. Chúng ta phải tuyên xưng Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là người. Ngày nay nhóm Bảo Lộc tôi không biết nhiều, nhưng mà tôi biết như thế này. Thứ nhất, họ không vâng lời giám mục, mà giáo hội của chúng ta là giáo hội Đức Giêsu Kitô. Và Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô, ta trao truyền cho ngươi cửa hỏa ngục cũng không thắng được. Và vì thế tôi nói thật, những cái nhóm hỏa ngục nhỏ nhỏ này chẳng đi tới đâu. Giáo hội của chúng ta là một giáo hội sức mạnh của Thiên Chúa, của Chúa Thánh Thần. Điểm thứ hai, không có bất cứ một người nào trong giáo hội mà lại chống đối giáo quyền bằng những tín lý. Chúng ta có thể chống đối giáo quyền bằng những việc duyệt về phương diện mục vụ, nhưng chúng ta không được phép chống đối chính quyền về vấn đề tín lý và luân lý. Đó là điều tôi muốn nhấn mạnh. Vì thế đừng có áp dụng. Chị ngồi xuống. Cái thứ ba tôi muốn nói với anh chị em chung, tôi muốn nói cho anh chị em chung để anh chị em đừng bị những người này nhồi sọ. Tôi muốn nói cho anh chị em chung, im đi, im nghe tôi nói. Chị đi ra ngoài được không? Tôi muốn dạy lại cho những người này, đối với chị tôi bất trị rồi. Tôi xin những người để ý thôi. Tôi, anh chị em nghe tôi nè. Anh chị em nghe tôi đi không sao. Điểm thứ ba, tôi muốn anh chị em phải hiểu rằng rồi đây sẽ có những người mà trong Kinh Thánh đã nói với anh chị em, sẽ có những tiên tri giả, sẽ có những sứ điệp giả, sẽ có những thầy dạy giả. Và trước mắt chúng ta đây là một nhóm giả. Cuối cùng tôi muốn anh chị em nhớ một điều tôi nói thôi. Tôi muốn anh chị em truyền đạt một điều tôi nói ra cho mọi người. Như tôi nói, tôi chưa nghe chị này nói, tôi chưa nghe chị kia nói, nhưng tôi biết chắc cái lập luận giống nhau. Thứ nhất, chúng con chứng kiến những phép lạ. Thứ hai, những điều trong đó thì họ đã thay đổi rất nhiều. Thứ ba, chúng con là một nhóm cầu nguyện sáng tối ngày. Thứ tư, chúng con chẳng làm gì, tôi nghe quen rồi. Nhưng đối với tôi, đó không là vấn đề. Vấn đề là vấn đề giáo quyền, vấn đề vân phục. Vì thế tôi muốn anh chị em truyền đạt dùm cho tôi, đối với những người đang u muội mà nghe theo như thế này, một câu tôi nói thôi. Không có thứ gì giống thứ thật cho bằng thứ giả. Tôi nhắc lại, không có thứ gì giống thứ thật cho bằng thứ giả. Anh chị em ra ngoài mua cái đồng hồ, một cái sách Gucci đó, nó giả y như thật. Vì thế mình nhìn vào mình đâu có biết. Nó sẽ tới, nó nói với anh chị em, chúng tôi đọc kinh cầu nguyện, ăn năn sám hối, nó y như thật. Coi chừng, nhớ lời tôi nói, không có thứ gì giống thứ thật cho bằng thứ giả. Rồi.